bài hát này thì rất thành công của nữ ca sĩ Hiền Thục. À, hát mang tên Dẫu Có Người Lớn Nhưng Mà Người Nhỏ. Anh muốn xa đi. Hãy nói cho em nhìn nhìn. Từ lâu anh dâu. Xin cảm ơn. Và có một điều rất là đặc biệt tại White Coffee, đó là